Nhận định bóng đá Hungary với Pháp, 20 giờ ngày 19 tháng 6. Tại bảng tử thần của Euro 2021, Hungary chỉ được xem là đội bóng lót đường khi nằm chung bảng với ba ông lớn Pháp, Đức và Bồ Đào Nha. Với cục diện của bảng F, rõ ràng cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Rossi là rất thấp. Chính xác hơn, mục tiêu của Hungary sẽ là cố gắng đem tới cho người hâm mộ những trận đấu cống hiến và có thể ngẩng cao đầu rời Euro. Lùi lại trận mở màn cách đây ít ngày, Hungary đã có thất bại cách biệt với tỷ số 0-3 trước Bồ Đào Nha. Nhưng nếu chỉ nhìn qua tỷ số, người hâm mộ sẽ hoàn toàn sai lầm khi đánh giá Hungary lép vế hoàn toàn trước đối thủ. Cần nhấn mạnh, họ thi đấu sòng phẳng tới tận phút 84 và chỉ chấp nhận thủng lưới 3 bàn ở trong khoảng ít phút cuối trận. Đêm nay, Hungary tiếp tục đối mặt với một thử thách đáng gờm là Pháp. Công bằng, ngoài trừ trận thua trước Bồ Đào Nha, đội chủ sân Puskas Arena đang duy trì được phong độ ấn tượng khi bất bại 11 trận đấu tại mọi đấu trường tham dự. Bên kia sân, Pháp bước vào trận đấu đêm nay với tâm lý hứng khởi khi vừa đánh bại Đức với tỷ số 1-0. Nhưng cũng cần lưu ý, sau trận đấu kể trên tại Allianz Arena, các cầu thủ Pháp nhanh chóng di chuyển tới Hungary và chắc chắn thể lực của Lettler sẽ bị ảnh hưởng ít nhất. Do đó, người hâm mộ không đặt quá nhiều kỳ vọng đội khách Pháp sẽ giành thắng lợi tưng bừng trước Hungary. Soi tỷ lệ kèo châu Á, theo thống kê Handicap, Hungary là một trong những địa chỉ đáng tin của giới đầu tư. Bằng chứng, họ thắng kèo tới 10 trong số 14 trận mới nhất. Về phần đội khách, Pháp là cái tên khiến giới đầu tư phải thận trọng. Tính tại các trận đấu chính thức, gà trống chỉ thắng kèo 1 và nhận 3 trận thua kèo ở 4 trận mới đây. Chọn Hungary, soi tỷ lệ kèo tài xỉu. Ở trận đối đầu gần nhất, Pháp phải rất vất vả mới đánh bại Hungary với tỷ số 2-1. Trở lại với thời điểm hiện tại, 2 trên 3 trận vừa rồi của Pháp cũng kết thúc với kịch bản có 3 bàn thắng được ghi mỗi trận. Cũng ở thống kê bàn thắng, 4 trên 6 trận gần nhất của Hungary nổ tài 2-1 trên 2. Chọn tài.